dad. Đấy, miệng vẫn. Chị gái Thanh Thanh đang đứng đợi ở đâu ta? Giờ thì bọn mình sẽ đi lấy vé, sau đó thì ngồi chờ là ok. Tàu bắt đầu khởi hành, chắc là tầm khoảng 2 tiếng 30 phút nữa thì sẽ đến nơi. Cho em đâu. Ngoài kia. Thì mình sẽ đến đón. Hả? Hai ba lịch. Chị gái đi du lịch. Chị gái từ đầu chuyến. Chị gái đòi đi quay vlog với mình nhưng mà chị gái ngủ từ đầu chuyến đến cuối chuyến. Chào chú. Bây giờ đi về nhà gì à? Ăn bún. Làm gì có bún. Có cái gì? Bún với ăn nhỏ. Ăn này gì gầy đấy. Đúng răng cây đó rồi. Ăn này gì gầy đấy. Chào nhau bà. Bây giờ dì sẽ cắt bánh trưng. Trưng của người Việt Nam. Thế này à, cuối mà làm bánh. Làm bánh gì hết. Có gì mà phải nấu hổ thế. Em ơi. Em ơi. Uống nước chua đây con. Em ơi, sao lại nào đi lên đây em ơi. Lên xe. Chú chuẩn bị sẵn cho mỗi chị em 2 chai nước. Đây được cái là nó vắng hơn đường ở sau. Chị Thanh sợ chim gì ạ? Vé. Ôi chim. Này, bao giờ cho để được xe? Đông dã man. Xếp một hàng dài kia. Tí nó hạ kính gương xuống rồi không bảo. Khó, vô lăng trống nha. Vô lăng trống. Chúng ta đã đến Busan rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm chỗ để đi vệ sinh. Thì em cũng có mỗi thế này thôi mà. Hết rồi. Chúng ta sẽ đi xuống cái ngõ này. Trời ơi. Wow. Đường màu xanh đấy. Đi dọc cái đường màu xanh đấy. Chân đến này. Đây là đã đặt chân đến Busan. Đi xuống hẳn dưới này không chị? Giày em cũng cao. Giờ đi xuống. Biển ơi là biển. Trân châu ấy, trân châu thật á? Không biết đâu, cái gì nó là cái đấy. Nhưng mà nói chung không phải là vòng của người ta đâu nha. Cái này là
không phải vòng. Con sử dụng cái gì luôn? Cháu lấy màu đỏ luôn, năm mới cho cháu xin. Rồi. Không cho. Chú tặng cháu. Cháu xin. Con gì? Em miệng nó như miệng bầu ngư ấy. Này nó hình như mắt nó chỗ này. Ghê chết được cái. Eo chú bóp nó thế. Kinh quá. Ngư tay đó, đi rửa đi. Thôi chú ơi, gì đang làm gì vậy? Úi. Kéo tao đỡ mày đấy. Không, hai chị em mình đỡ nhau. Đây đứng đây chị chụp hoàng hôn này, sắp có hoàng hôn rồi nè. Trời ơi, dì ơi, dì làm gì đây? Hai bạn ấy phải dắt nhau đi. Còn mình đi giày thể thao nha. Dì ơi vứt đi. Dì ơi vứt đi, dì ơi. Cái cục á. Dì cháu mình. Nhìn trong giếng người yêu đấy. Mình phải đi tìm đường đi ra cái chỗ cổng đó. Đây có phải cổng này không chị Thanh? Cổng trên cùng này này. Đây này, cái cổng trên cùng này này. Đây là piano kia. Ừ. Đây này, đi vào thì tunnel ngay đó có. Đây là đây là 25 phút, 35 phút, 45 phút. Nó khác như này nè. Tùy size. Hoàng hôn sắp lặn rồi. Trời sắp tối rồi, quay nốt. Tí nữa chắc nó lên đèn nhỉ. Piano kề tan đây. Chúng ta đã đến cái hầm. Trong hang này có gì đây? Không, cái này không đẹp lắm. Hang này sâu nhiều gì nhỉ? Dì ơi. Cháu để xem là dì xoắn được đến bao lâu. Nhìn giống cầu Nhật Tân nhưng mà có đèn quá. Phải cháy. Annyeonghaseyo. À cho thằng dễ dàng khép cục. Trước mặt trời. À, đấy. Đi tìm phòng 506. Như bây giờ người... À đây, đây, bên này. Ok. Chúng ta hãy xem phòng của mình nào. Mình lại đến chuyên mục review khách sạn. Đây là motel, khách sạn này. Ok, bước vào phòng thì chúng ta sẽ có hai đôi dép. Sau đó thì đây. Đây là nhà tắm. Ừ, xịn mà. Đấy, có một cái gương để rửa mặt ở đây. Ở đây mình thuê không có view biển, chỉ có view xe thôi. Khăn. Sao? Ờ, thì em bảo có mà, nhưng mà chị ấy thì chắc chắn thì cứ cầm đi thôi. Ừ, thì nói chung là tao cũng sợ thì tao mới hỏi. Tủ lạnh này. Trong tủ lạnh có nước. Đó. Phòng với giá 1.400.000 thì nó khá là ok. Sưởi bật sẵn rồi sao ấy, ấm hơi ấm à, bàn ngồi làm việc nữa. Thun lá à? Đây là cái thun lá à? Ok.
chúng tôi sẽ đi ăn quán thịt ở trước cửa khách sạn. Bước vào cái là cháu đã nhìn thấy 5 chai rượu ở đây. À, ăn nên nó rồi. Ăn nên rồi. Ăn nên. Giờ bọn mình sẽ đi ra biển. Đã thay đổi outfit mới, đó chính là quần bò và khăn. Outfit đi ra biển đêm. Wow. Ở đây ra cửa hàng tiện lợi mua được mà. Wow. Ta vừa ấn dừng rồi. Bọn mình sẽ đi vào E-mart thử để hỏi xem có hay không. Cuối cùng pháo bông nhá, mua cả pháo bông cả pháo nổ. Pháo nổ. À sách chưa? Đi coi. Mình đã mua được pháo hoa rồi, bây giờ bọn mình sẽ đi bắn pháo hoa ở ngoài biển mọi người ơi. Dì ơi, bắn pháo hoa thôi. Cả nhà thấy chưa? Lại chim, lại chim, lại chim, lại chim. Đấy, gọi là Busan Quang Hali. Gì gì lại chim. Dì ơi. Ủa ông dì ơi. Ôi ôi ôi. Ôi dì. Ê, đáng nhẽ nên tí nữa đặt 3 cái liền một lúc nhỉ. Ôi, hết rồi, hết rồi. Ô. Dì sẽ hai chú dì. Hai chú dì. Hai chú gì rất đi chơi. Lần đầu tiên xem cháu có bước chân được vào không. Xem nhớ nó lại không cho người ngoài quốc vào. Đấy, thế là số phận là cháu không được vào ba. Vào đây uống cocktail. Vào đây uống cocktail. Bây giờ là không ai. Bây giờ đã là 11:30 và bây giờ bọn mình sẽ đi từ biển Quang An Li về nhà nghỉ. Đấy cháu vay taxi. Đến